Hello em nhé, xin chào anh em đến với video tiếp theo của mình nhé. Số vốn của mình hôm nay là 18M luôn anh em ạ. Mình sẽ vào chơi luôn game nhiều con game và dài, chỉ con game gì luôn đây này anh em. Chơi game tài xỉu xem vật may đến đâu nha anh em. Bắt đầu vào game luôn anh em nhé. Cứ vào đầu tiên game tài xỉu là anh em đi mẹ, xem cái cầu như thế nào đấy anh em ạ. 4, 4, 2, 1. Cô này cầu xỉu anh em nhé. Cô này tin chắc cầu xỉu luôn đấy. Phải tin cầu xỉu luôn anh em. Phải đạn trả lại luôn anh em kìa. Địt mẹ cầu quá cơ, những cái cầu này thì quá chắc chắn luôn. Địt mẹ nó trả lại thì phải chịu luôn anh em ạ. Cứ vào cầu tài xỉu anh em mình tính cầu như thế nào, anh em mà đéo tính cầu đéo bao giờ được nó đâu, nên mình khuyên anh em mình phải tính cầu ở đấy nhé, đéo tính cầu đéo bao giờ được nổi nó đâu, anh em mà vào đánh lung tung thì đéo bao giờ thắng nổi nó đâu. Cứ vào đầu tiên là tính cầu, cầu nào để đéo tính được anh em, một thì đánh nhậu lại, hai là bỏ cầu đó đi, thấy chưa anh em, vào cầu là phải tính như này, để mình bỏ tiền ra phải tính cầu đấy anh em. Biết là tính cầu nhiều khi xác suất nó cũng khó đúng không, nhưng tính cầu lời bẻ thì xác suất ăn nó cao hơn ấy. Anh em mà cứ đéo tính cầu thì anh em vào đánh thì đéo bao giờ thắng nó đâu, nên anh em mình khuyên thực lòng khuyên anh em vào là phải tính cầu, đéo tính cầu đéo bao giờ thắng nó nổi đâu. Cầu này mình vẫn chưa bẻ cầu nha anh em. Cầu này mình đéo tự tin lắm, nhưng này nhỏ lại thôi nha. Mình vẫn tin chắc cầu này nó chưa bẻ cầu đâu. Cứ 3 cầu lặp lại 1 là nó sẽ đéo bẻ cầu đâu nha anh em. Ít khi nó bẻ cầu lắm. Thấy chưa anh em? Cùng mình cũng đéo tự tin đâu, mình mới đánh nhỏ đấy. Nhưng anh em phải tính toán. Cái cầu quả này mới khó anh em này. Cầu này nó chịu đấy, mình vẫn tin cầu xỉu hơn nhiều nha anh em. Nên anh em vào đây một đó là mình đánh lời là mình đang đánh nha anh em. Nếu quả đó thua thì mình bỏ cầu này đi, mình tính toán mình đánh cầu sau nha anh em. Thấy chưa? Phải đạn đấy, khó đấy đấy nha. Cầu này mình bỏ cầu này nhé. Mình sẽ bỏ câu này, mình đéo đánh câu này luôn anh em. Sao không? Không sao không? Câu này có tải tiếp đấy anh em ạ. Nó vẫn chưa bẻ câu đâu. Ok. Quá tuyệt vời luôn anh em nhé. Từ từ. Câu này, mấy câu này dễ tính toán lắm anh em ạ. Tin nó chưa bẻ đâu anh em, mình sẽ đánh nhỏ thôi, mình sẽ đánh nhỏ lại thôi anh em. Đi mẹ nó bẻ luôn rồi anh em kìa, khó đấy. Câu này có xỉu chắc rồi, nhưng chắc có xỉu chắc đúng không nhỉ? Hai câu xỉu, câu này một cầu xỉu nữa, cầu sáu cầu tài nha anh em. Cứ vào đầu tiên này anh em phải tính toán là cầu ở đây nha anh em. Thấy chưa anh em, quá tuyệt vời đấy. Vào đầu tiên đéo tính toán đéo bao giờ được nó đâu. Cầu này cầu tài chắc chắn luôn đấy. Anh em đánh xỉu là dễ đấy anh em ạ. Cầu này là cầu 22 tiếp anh em này. Đúng cầu là nó về như vậy. Chịu luôn, bị đau nha anh em. Khó ấy, cũng khó thì đéo đơn giản đâu anh em ạ. Đúng rồi, tính cầu thì nó cũng xác suất thôi anh em ạ. Mình nhưng tính cầu thì mẹ xác suất ăn này nó cao hơn nhiều. Mẹ anh em mà đéo tính cơ cầu là thì mẹ xác suất ăn càng đánh càng mất đấy.
Như vậy như câu câu này câu tài đúng không? Như anh em theo xỉu 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 mà anh em đánh càng dần là càng anh em càng mất đúng không anh em? Đúng không? Nên anh em cần đánh cái này anh em phải tính cầu, để tính cầu để bao giờ thắng nó. Quy luật nó cũng vậy rồi. Câu này câu tài chứ không ấy. Câu bảo là 3-3 mà anh em. Đánh cái này vốn, đánh cái này vốn nhiều vốn lớn thì cũng được anh em ạ. Nhưng anh em lớn thì thôi thì nghĩ đi anh em, nếu chắc chắn thì nghĩ đi hoặc đánh cái khác cũng được. Nhưng anh em lại đánh cái này mà càng tham nhiều, đéo bao giờ anh em ăn được nó đâu. Đánh cái này mà đi mẹ, đéo tham, anh em mà càng tham là càng chết đấy. Đánh cái này anh em biết điểm dừng này, đéo biết điểm dừng điểm anh em đéo bao giờ ăn được nó đâu. Anh em càng tham càng chết, đánh cái này đấy biết điểm dừng này anh em ạ. Nó bẹ luôn anh em kìa, thế chịu luôn anh em. Thôi mình đánh một tay cuối nha anh em, mình đánh tay xịu luôn nhá, tay cuối nha, thắng thua này mình ngủ nghỉ luôn anh em nhé. Thua tay này nghỉ luôn anh em ạ. Mẹ thua hai tay luôn anh em kìa. Ôi như vậy là quá ok, 8M đến 55M là quá đẹp rồi anh em ạ.